Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin cập nhật giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay. Hôm nay là thứ Sáu, ngày 19 tháng 8 năm 2022, được phát sóng trên kênh Giá Cả Thị Trường. Trong bản tin này, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn chi tiết một số thông tin trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước. Phần tiếp đến của bản tin là bảng giá vàng trong nước được chúng tôi ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay. Sau đây sẽ là những nội dung chi tiết. Mở đầu của bản tin là một số thông tin trên thị trường vàng thế giới. Theo ghi nhận mới nhất ở thời điểm này, giá vàng trên thị trường thế giới quay đầu giảm, giảm khoảng gần 3 đô la Mỹ trên một ounce với tỷ lệ giảm là 0,16%. Hiện tại chỉ còn giao dịch ở mức 1.758,84 đô la Mỹ trên một ounce. Với phạm vi giao dịch trong ngày hôm nay tính đến thời điểm hiện tại, mức thấp nhất là 1.755,32 đô la Mỹ và mức cao nhất là 1.772,30 đô la Mỹ trên một ounce. Bên cạnh đó, chỉ số đồng đô la Mỹ thời điểm này quay đầu tăng rất mạnh, tăng tới 0,831 điểm và với tỷ lệ tăng là 0,78%, hiện tại giao dịch ở mức cao là 107,497 điểm. Với thị trường tiền điện tử, giá trị đồng tiền điện tử Bitcoin thì cũng trong xu hướng tăng với tỷ lệ tăng là 0,45%, giao dịch ở mức 23.400 đô la Mỹ trên một Bitcoin. Lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ kỳ hạn 10 năm trong xu hướng giảm nhẹ với tỷ lệ giảm là 0,48%, hiện tại giao dịch ở mức 2,886% trên một năm. Còn đối với thị trường năng lượng thì giá dầu thô thời điểm này quay đầu tăng với tỷ lệ tăng khá mạnh là 3,71%, giao dịch quanh ngưỡng 90,500 đô la Mỹ trên một thùng. Trước khi đến với những thông tin chi tiết trên thị trường vàng trong nước thì sau đây kính mời quý vị và các bạn hãy cùng điểm qua một chút những thông tin cũng như là phân tích trên thị trường vàng thế giới. Giá vàng trên thị trường thế giới tụt giá do đồng đô la Mỹ tiếp tục mạnh lên sau khi mà Fed công bố biên bản cuộc họp chính sách tiền tệ mới đây. Trong phiên giao dịch rạng sáng ngày hôm nay theo giờ Việt Nam, chỉ số đồng đô la Mỹ đã chạm mức 107,560 điểm. Nội dung biên bản cho thấy Fed giữ vững quyết tâm chống lạm phát, nhưng phát tín hiệu có thể điều chỉnh tiến độ tăng lãi suất tùy theo điều kiện thị trường. Trước đó, thì giới đầu tư đã phập phồng hy vọng rằng Fed có thể giãn tiến độ tăng lãi suất sau khi mà dữ liệu về tháng 7 cho thấy lạm phát ở Mỹ đã dịu đi. Tuy nhiên, thì không phải ai cũng cho rằng ngân hàng trung ương quyền lực nhất thế giới sẽ giảm bớt độ cứng rắn trong lập trường chính sách tiền tệ. Chúng tôi thuộc phe tin rằng Fed sẽ không xoay trục chính sách, theo chiến lược gia Scott Wine của Wells Fargo phát biểu trên CNBC cho biết. Biên bản cuộc họp của Fed không hề khiến chúng tôi thay đổi quan điểm chút nào. Tôi cho rằng mức tăng lãi suất 0,75 điểm phần trăm có thể được áp dụng trong cuộc họp tháng 9 và chúng ta sẽ chứng kiến thêm đợt tăng lãi suất nữa vào cuối năm nay. Chính sự hoài nghi này đã đẩy cho đồng đô la Mỹ tăng giá và gây áp lực mất giá lên vàng. Môi trường chính sách tiền tệ thắt chặt trên toàn cầu để chống lạm phát vẫn đang là nhân tố gây sức ép giảm giá đối với kim loại quý. Theo số liệu thống kê của Anh, công bố ngày 17 tháng 8 vừa qua cho thấy lạm phát ở nước này lên tới 10,1% trong tháng 7, cao nhất từ tháng 2 năm 1982. Để chống lại lạm phát, thì Ngân hàng Trung ương Anh hay còn gọi là BOE đến nay đã tăng lãi suất 6 lần liên tiếp. Đầu tháng này, BOE có đợt tăng lãi suất mạnh nhất kể từ năm 1995 với bước nhảy 0,5 điểm phần trăm. Giới phân tích dự báo bước nhảy lãi suất này sẽ lặp lại trong cuộc họp tiếp theo của BOE. Tiếp tục phản ứng tâm trạng bi quan của giới đầu tư vàng, thì quỹ giao dịch hoán đổi ETF vàng lớn nhất thế giới SPDA Goldchart bán dòng thêm 3 tấn vàng trong phiên ngày 17 tháng 8, giảm nắm giữ còn hơn 989 tấn. Trong hơn một tuần, thì quỹ này đã bán dòng gần 10 tấn vàng. Phần tiếp đến của bản tin sẽ là một số thông tin trên thị trường vàng trong nước. Kết thúc phiên giao dịch ngày hôm qua, giá vàng miếng SJC tại công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết trên khu vực Hà Nội và Đà Nẵng không thay đổi so với phiên sáng ngày hôm qua và vẫn đang được niêm yết ở mức 66,2 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,22 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Còn đối với khu vực thành phố Hồ Chí Minh thì vàng SJC vẫn đang mua vào ở mức tương tự như khu vực Hà Nội và Đà Nẵng nhưng bán ra thấp hơn 20.000 đồng trên một lượng. Tương tự, giá vàng tại Phú Quý SJC vẫn đang mua vào ở mức 66,2 triệu đồng trên một lượng và bán ra ở mức 67,15 triệu đồng trên lượng. Còn với giá vàng thương hiệu Doji áp dụng cho khu vực Hà Nội vẫn giao dịch ở mức 66,15 triệu đồng trên lượng theo chiều mua vào và 67,15 triệu đồng trên lượng theo chiều bán ra. Trong khi đó, tại thành phố Hồ Chí Minh thì giá vàng thương hiệu này đã được điều chỉnh giảm 50.000 đồng trên lượng ở chiều mua vào xuống còn 66,15 triệu đồng trên một lượng. Ở chiều bán ra thì giá vàng Doji tại khu vực thành phố Hồ Chí Minh vẫn duy trì ở mức 67,15 triệu đồng trên lượng.
Để quý vị và các bạn có thể biết rõ hơn về thị trường vàng trong nước hiện tại, sau đây chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn bảng giá vàng chi tiết được ghi nhận mới nhất trước giờ mở cửa phiên giao dịch ngày hôm nay. Kính mời quý vị và các bạn hãy cùng theo dõi và tham khảo thêm nhé. Thời điểm này, chưa đến giờ mở cửa của hầu hết các hệ thống kinh doanh vàng trong nước, do đó mà hầu như các hệ thống này chưa có sự thay đổi về giá. Hiện tại thì với vàng SJC chỉ duy trì đà tăng nhẹ trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua, còn với vàng nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác thì vẫn duy trì xu hướng giảm khá mạnh trong phiên giao dịch cuối ngày hôm qua và thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Đầu tiên sẽ là giá vàng SJC tại 3 thành phố lớn, SJC Hồ Chí Minh từ 1 cho đến 10 lượng, mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 720.000. Chênh lệch giữa chiều mua vào và chiều bán ra hiện tại dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. SJC Hà Nội và SJC Đà Nẵng mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 722.000. PNG Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 630.000, bán ra 6 triệu 705.000. PNG Hà Nội mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 720.000. Tăng nhẹ 100.000 đồng trên một lượng ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi, hay là tăng 10.000 đồng trên một chỉ tại chiều bán, chiều mua vào không có thay đổi nào. Doji Hồ Chí Minh mua vào 6 triệu 645.000, bán ra 6 triệu 715.000, tăng nhẹ 5.000 ở chiều mua vào và bán ra. Doji Hà Nội mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 715.000. Phú Quý SJC mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 715.000. Bảo Tín Minh Châu mua vào 6 triệu 622.000, bán ra 6 triệu 714.000, tăng 1.000 ở chiều mua vào, chiều bán ra không thay đổi. Mi Hồng SJC mua vào 6 triệu 655.000, bán ra 6 triệu 715.000, tăng 5.000 ở chiều bán ra, chiều mua vào không có thay đổi nào. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số ngân hàng. Ngân hàng Eximbank mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 700.000. Ngân hàng SCB mua vào 6 triệu 600.000, bán ra 6 triệu 700.000, tăng 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Ngân hàng Tbank Gold mua vào 6 triệu 615.000, bán ra 6 triệu 715.000. Ngân hàng Vietinbank mua vào 6 triệu 610.000, bán ra 6 triệu 712.000, giảm 10.000 ở chiều mua vào và bán ra. Tiếp đến là giá vàng SJC ở một số tỉnh, thành phố khác. Thời điểm này thì cũng không có điều chỉnh về giá, chênh lệch giữa chiều mua vào và bán ra hiện tại vẫn đang dao động trong khoảng 1 triệu đồng trên một lượng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. SJC Nha Trang và SJC Cà Mau mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 722.000. SJC Huế mua vào 6 triệu 617.000, bán ra 6 triệu 723.000. SJC Bình Phước mua vào 6 triệu 618.000, bán ra 6 triệu 722.000. SJC Biên Hòa, Miền Tây và Quảng Ngãi mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 720.000. SJC Long Xuyên mua vào 6 triệu 622.000, bán ra 6 triệu 725.000. SJC Bạc Liêu mua vào 6 triệu 620.000, bán ra 6 triệu 722.000. SJC Quy Nhơn, Phan Rang, Hạ Long và Quảng Nam mua vào 6 triệu 618.000, bán ra 6 triệu 722.000. Cuối cùng là giá nhẫn bột số 9 và một số loại vàng nữ trang SJC khác. Thời điểm này thì vẫn duy trì xu hướng giảm trong khoảng từ 83 đến 200.000 đồng trên mỗi lượng, hay là giảm trong khoảng 8.300 đến 20.000 đồng trên một chỉ tùy vào mỗi loại vàng. Thời điểm này thì đang được niêm yết như sau. Nhẫn bột số 9 từ 1 cho đến 5 chỉ, mua vào 5 triệu 205.000, bán ra 5 triệu 295.000. Vàng bột số 9, mua vào 5 triệu 190.000, bán ra 5 triệu 255.000. Vàng 24K mua vào 5 triệu 073.000, bán ra 5 triệu 203.000. Vàng 18K mua vào 3 triệu 756.6000, bán ra 3 triệu 956.6000. Vàng 14K mua vào 2 triệu 879.000, bán ra 3 triệu 079.000. Vàng 10K mua vào 2 triệu 006.6000, bán ra 2 triệu 206.6000. Quý vị và các bạn thân mến, với những nội dung trên đã khép lại bản tin giá vàng mới nhất phiên đầu giờ sáng ngày hôm nay của chúng tôi. Mọi diễn biến tiếp theo trên hai thị trường vàng thế giới và vàng trong nước sẽ được chúng tôi liên tục cập nhật ở những bản tin tới. Quý vị và các bạn cũng đừng quên bấm nút đăng ký kênh màu đỏ phía dưới góc phải màn hình của video này, cũng như tích luôn vào quả chuông ngay bên cạnh để mỗi khi có thông tin mới, chúng tôi tiện thông báo tới quý vị và các bạn hơn. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những bản tin tiếp theo.